Xin chào các bạn, chúng ta có rất nhiều quả bóng bay nước. Rất là đẹp tuyệt vời. Bây giờ chúng ta thử xem những quả bóng bay nước này có khỏe không nhá. Chúng ta sẽ tung lên trời và cho nó rơi xuống đất xem nó nổ không nhá. Đầu tiên là quả bóng bay màu hồng trước nhá. Màu hồng nhỏ xíu này trước này. 2, 3 rơi nè. 2, 3 rơi nha. 1, 2. Rơi từ từ này. 1, 2, 3. Chưa rơi. 2, 3. Nổ rồi. Quả thứ hai, quả bóng màu xanh. Xem nổ nha. Chưa nổ. Chưa nổ. Chưa nổ. Nổ. Nào con thả cho nó nổ đi. Thả đất cho nó nổ. Tí bóp bóp bay vỡ rồi. Nào bóp nữa nào. Chết. Nổ giờ này. Nó ướt áo rồi này. Trời. Ướt áo bây giờ này. Ướt hết áo rồi. Nào bóp quả nữa. Bắn tất vào mặt rồi. Không tung nữa mà cho một tí bóp nha. Nào 2, 3. Và cuối cùng. Thế nào. Hết rồi. Có đâu nữa.